Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức khai mạc Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2023. Hội chợ thu hút hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và nước ngoài đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Đây là hội chợ có quy mô lớn về công nghiệp hỗ trợ, được thành phố tổ chức thường niên từ năm 2017. Các sản phẩm trưng bày giới thiệu tại Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023 có chất lượng, tính cạnh tranh cao, nằm trong các ngành then chốt như linh kiện, phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, hội chợ có sự tham gia của gần 40 đơn vị mua hàng là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Mitsubishi Electric Asia PTE, Panasonic Việt Nam, International Merchandising Corporation, General Power System, Honda CK Corporation, Fujikon Holdings. Các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là hưởng ứng tham gia tích cực rất là đông và quan tâm rất nhiều đến cái việc mà nghiên cứu phát triển để kết nối cái chuỗi giá trị toàn cầu và nghiên cứu những cái tiêu chuẩn, tiêu chí về sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu sản xuất về cái công nghệ xanh để làm sao mà các cái doanh nghiệp của Việt Nam, của Hà Nội đáp ứng được cái yêu cầu của các cái doanh nghiệp ở trên các cái chuỗi cung ứng của toàn cầu và nhằm mục đích là để học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau và kết nối được với nhau tại cái hội chợ này. Việt Nam là cái và Hà Nội là cái thị trường đầu tư, là cái điểm đến của các cái doanh nghiệp trong cái chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Đến với triển lãm năm nay thì Intech đã có mang những sản phẩm mới so với năm trước. Những năm trước thì Intech mang những sản phẩm là con lăn băng tải là thế mạnh của Intech. Nhưng mà năm nay thì Intech mang đến những dòng sản phẩm mà đã được Intech nghiên cứu và phát triển trong suốt thời gian qua và cũng đã được đội kỹ sư của Intech thử nghiệm chặt chẽ tại trung tâm nghiên cứu Intech, như là dòng sản phẩm AGV, dòng sản phẩm Core Shutter. Khi mỗi lần triển lãm thì Intech đã chuẩn bị rất là kỹ, rất là tốt cho các lần triển lãm, chứ không phải Intech là chỉ mang đến những catalog hay những sản phẩm đơn lẻ, mà Intech thường mang đến những sản phẩm, những giải pháp, và khi khách hàng tham quan thì khách hàng cảm thấy rất là hứng thú và cảm thấy rất là thích thú với những giải pháp của Intech. Từ đó thì Intech nhận được phản hồi rất là tốt, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở thị trường Việt Nam. DigiWin vào Việt Nam thật ra là cũng được 14 năm. Tuy nhiên là nếu mà xét trên tổng thể trên toàn cầu thì DigiWin đã thành lập tại Đài Loan từ 40 năm trước rồi. Cho nên là và DigiWin thì tập trung mà hoàn toàn là giải pháp cho ngành sản xuất. Cho nên là những cái giải pháp của DigiWin là hy vọng là mang những cái kinh nghiệm của mình ở nước ngoài có thể mang vào Việt Nam hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam mình làm được. Bao gồm là mình có thể là tiêu chuẩn hóa lại cái quy trình của doanh nghiệp, là bao gồm là cái quy trình trong sản xuất, mình có thể nâng cao được cái hiệu suất của trong nhà máy và cũng như là cái doanh thu của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023 cũng diễn ra hai hội thảo, gồm hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và hội thảo xây dựng và phát triển các cụm chuỗi liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố tại cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch, xây dựng quốc gia thành phố Hà Nội. Thông qua hội chợ, hội thảo, các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ có thêm cơ hội đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu thương hiệu sản phẩm, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu, phát huy năng lực thế mạnh để kết nối tham gia chuỗi liên kết cung ứng trong vùng kinh tế thủ đô, tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp FDI trong nước và quốc tế.